Hello, chào các bạn quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng các bạn gấp một chiếc hộp đi hình con hươu nhá. Gấp một chiếc hộp đi hình con hươu tông màu gì? Hôm nay mình sử dụng tông màu cam. Còn con hươu mình vẫn sử dụng màu vàng nhá. Để làm được nó thì dụng cụ làm việc mình hôm nay là có một hồ, một chiếc bút, một chiếc thước và một chiếc kéo nhá. Rồi mình sẽ bắt tay vào làm luôn này. Để làm nó trước tiên mình kẻ này là 9 cm. Mình gồm nó vào nhé. Mình kể nó. Rồi, mình cắt thành một hình vuông này nhé. Rồi này mình cắt như vậy luôn. Làm cái màu tô đây. Mình gấp cái nồi vào nhé. Thương mình kè nó. Em làm quên mà hát. Vô. Mười lăm cửa. Quay đi, quay đi.
hươu này, con hươu là thân vàng đổ cam nhé. Tôi nói gì sao? Hưu cặp cục, mình mối đầu nó thành không đủ màu vàng để mối lên mối đầu nó lên. Làm đầu một chút đây, đầu nó sẽ dùng màu cam nhé. Theo cái phần gốc nó là được. Tức là xương của nó đấy. Một cái xương. Xương thứ hai. Như vậy mình đã hoàn thành xong chiếc hộp đính con hươu cao kiểu hươu cao cổ rồi. Nếu bạn thấy hay cho mình like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.